Hello các cụ, hello anh em. Kính mời các cụ và anh em nghe một cặp loa Bass 12 karaoke trên cục đẩy 700W. Đây là cặp loa rất là hiếm của hãng Solid Anh Quốc. Em hát với lại mic dây của Trung Quốc thôi. Âm ly để đánh nó là âm ly của hãng ABV, mã hiệu GT350. Còn đấy nó là 20 sò 700W. Tích hợp cả vang số cho đấy luôn ạ. Sau đây mời quý vị lắng nghe ca khúc Nửa Vầng Trăng. Nửa vầng trăng đơn côi trong đêm, buồn nhớ ai chàng rơi trên sông, cùng sông nước chàng trôi lang thang đi tìm người thương. Nửa vầng trăng anh ở phương xa, nửa nhớ mong anh đây ngóng chờ, chờ em tới với những nỗi nhớ cho tròn vầng trăng. Người ở đâu chẳng anh lẻ loi, đỡ quên màu yêu thương ngày nào. Vẫn chẳng heo ua với tiếng thương cho tình vội xa. Chỉ mình anh đêm buông đơn côi, ánh trăng non ai chia đôi vần. Buồn rơi mãi dẫu có đớn đau, vẫn ôm tình em. Ngồi đây với chàng tàn lẻ loi, lòng anh nhớ em nơi cuối trời. Dù rằng em giờ đây phôi phai, vui tình duyên mới. Một mình anh ôm lòng đớn đau, tìm em dưới ánh trăng khuyết tàn. Lòng anh mong rằng em không quên, ở nơi vắng xa em anh vẫn chờ. Vâng, rất khét mù và bốc lửa luôn. Em đứng cạnh loa có tầm khoảng 5-60 phân thôi thì hát không hề bị mù, không hề rung rít. Nửa vầng trăng đơn côi trong đêm, buồn nhớ ai chẳng rơi trên sông, cùng sông nước chẳng trôi lang thang đi tìm người thương. Nửa vầng trăng em ở phương xa, nửa nhớ mong anh đây ngóng chờ, chờ em tới với những nỗi nhớ cho tròn vầng trăng. Người ở đâu chắc anh lẻ loi, nỡ quên mau yêu thương ngày nào. Vẫn chẳng heo ua với tiếc thương cho tình vội xa. Chỉ mình anh đêm mong đơn côi, ánh trăng non ai chia đôi vầng. Buồn rơi mãi dẫu có đớn đau, vẫn ôm tình em. Ngồi đây với trăng tàn lẻ loi, lòng anh nhớ em nơi cuối trời. Dù rằng em giờ đây phôi phai, vui tình duyên mới. Một mình anh ôm lòng đớn đau, tìm em dưới ánh trăng khuyết tàn. Lòng anh mong rằng em không quên, ở nơi vắng xa em anh vẫn chờ. Vâng, một cặp loa vừa hát karaoke rất là hay, làm lo tay thì tuyệt đỉnh, và nghe nhạc ở những cái không gian vừa và nhỏ thì quá là ok, không cần phải thêm súp luôn. Giá chỉ có hơn 2 triệu đồng một chút thôi quý vị nhé. Quý vị nào mà có nhu cầu thì cứ vui lòng alo cho em theo số điện thoại 0984 511460. Em ở Hà Nội và ship hàng toàn quốc, phục vụ tận giường cho các cụ luôn.